Thưa quý vị, Thủ tướng Do Thái đạt được thỏa thuận với tân nội các chính phủ, tin từ Jerusalem. Hôm thứ Ba, Thủ tướng Netanyahu đã đạt được nhiều sự đồng thuận từ tân nội các chính phủ và của Bộ trưởng Ngoại giao Livni trong các vấn đề liên quan tới chương trình đàm phán hòa bình tại Trung Đông. Cựu Bộ trưởng Livni, đại diện cho đảng cánh hữu Likud, đứng ra nhận lãnh mọi trách nhiệm trong tiến trình đàm phán hòa bình trong khu vực, cũng như đón tiếp chuyến viếng thăm ngoại giao của Tổng thống Obama tới Do Thái vào tháng 3 sắp tới. Hoa Kỳ muốn thúc đẩy Do Thái và Palestine nối lại bàn đàm phán và thương lượng đã bị bế tắc trong 2 năm qua. Thủ tướng Do Thái trả lời tới giới truyền thông quốc gia rằng, với sự hiện diện của tổng của ông Livni trong nội các chính phủ sẽ giúp đỡ nội các rất nhiều trước các thách thức chính trị trên thế giới, đặc biệt là các vấn đề nhạy cảm liên quan đến hai quốc gia Palestine và Iran. Bà Livni chấp nhận sự đương cử từ Thủ tướng Netanyahu trong trách vụ trưởng đoàn ngoại giao đàm phán hòa bình trong khu vực. Trước đó, bản thân bà Livni và Thủ tướng Netanyahu có nhiều điểm không tương đồng trước các biến chuyển chính trị trong khu vực. Cả hai đều có nhiều điểm đồng thuận và làm việc chung trong tương lai. Đảng cánh hữu Likud giành được 31 ghế tại Quốc hội Do Thái.